Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tiểu Muội Review đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kiếm hiệp, thần thoại hài hước có tên là Hàng Ma Truyện, cùng tôi đi xem nhé. Chuyện xưa kể rằng năm thứ 4 của thành Hàng Châu, yêu quái hoành hành khắp nơi trong thành. Lúc này, pháp sư Hàng Ma Pha Ke xuất hiện rất nhiều. Nhưng có hai chị đẹp lại không vì tiền mà đến đây, cô có biết làm nghề này mà không ăn tiền là có lỗi không hả? Anh dài à, tôi đến đây chờ đợi một thứ ta muốn, nếu ông giỏi vậy thì dụ yêu quái đến đây đi. Mà nó đợi mãi sư phụ Huyền Quang tự chả thấy mẹ đâu. Anh em ơi, canh sắp về rồi nè, mấy thằng bắt đầu làm màu cho ngầu, chị đẹp liền phi một cái lao chúng luôn anh dài, con kia mày xém nữa thì cho tao về chầu ông bà rồi đó, ta tự giới thiệu ta là pháp sư Huyền Quang tự. Sư phụ của ta bảo ở đây có yêu quái và gái đẹp, còn phát hiệu của bần tăng là bất hạnh. Ta đã 7 lần xuống tóc đi tu nhưng đâu có được. Đang nói phét thì con yêu quái đã đánh hơi đến đây. Và đây là cái kết cho mấy thằng thích ra vẻ với nó. Chị gái cứ yên tâm, ngoài tôi ra thì không ai dám ăn chị đâu. Chỉ có chồng chị hay đi ăn bậy là sẽ bị nó ăn thôi. Mày xem có cách nào cứ tao với chứ ta sợ đái bố ra quần rồi. Bọn pháp sư chạy ra đến sân lại muốn làm màu, liền bị nó dọa cho chạy tụt cứt ra bên ngoài. Mà tất cả khu phố khi này bắt đầu sụp đổ, con yêu quái lại đang bơi dưới sông tẩu thoát. Mà trên lưng nó chính là Bất Hạnh đại sư, anh ta cưỡi trên lưng nó như một siêu anh hùng. Bất Hạnh liền kỳ ghét trên người cho con tinh này thử, nó nói là cái méo gì mà nó lại khắm vậy. Mẹ bố nhà mày chạy bỏ cả tao và con. Hai chị bây giờ mới xuất hiện, Bất Hạnh đại sư thì bị ngã từ trên lưng nó xuống. Con cóc tinh được đã ăn thêm người dân, chị gái tâm hồn to bự liền bắn đi một tên, không ngờ lại trúng mông hòa thượng thối, đã đau thì chớ, lại bị bà cụ tưởng nhầm răng sàm sỡ bà, liền ăn ngay một vả. Chị đẹp lại bắn tiếp một lần 3 mũi tên độc, trúng ngay con mắt của cóc tinh, khiến cụ già đi chân lạnh toát, thằng nhà giàu bây giờ mới yên tâm. Chị đẹp dù bự định rút xương cóc nhưng bị Bất Hạnh ngăn cản. Máu con cóc rơi trúng tên nhà giàu khiến hắn chết. Đúng là cảm giác úp mặt vào bòng phê không tưởng. Sau đó, chị đẹp liền rút luôn xương sống con cóc tinh, chắc tính mang về hầm khoai tây ăn dần. Hai chị em liền mang theo chiến lợi phẩm đem về, A-di-đà Phật. Rồi cho nó một phẩy còn đúng bộ xương. Chuyển cảnh đến Huyền Quang tự, hai sư phụ bắt đầu nói khác về cuộc đời. Sư phụ nói, hôm nay sư bá nhận được kèo thơm, có một con mụ đến đây ăn chay trả tiền. Một vị sư thúc quá già lên đã bị ngã, mẹ bố nhà nó cứ bắt tao phải trèo lên đó. Không hiểu sao sư phụ ăn rau mà vẫn béo như lợn vậy. Bất Hạnh có một khả năng nhìn thấu tâm can người ta, anh liền lắc cái đầu như trong ba. Hai thằng nói chuyện to nên bị sư bá cho ăn cái dùi vào đầu. Chuyển cảnh đến phía hai chị đẹp này, không ngờ chị đã có thang máy gỗ rồi, ở đây có vô vàn xương các con yêu quái. Họ bắt đầu kết nối với chiếc máy kỳ lạ. Thì ra cô ta đang nghiên cứu kỳ môn đạo giáp, họ dùng dầu góc để khởi động cái máy soi lô đề, giờ chỉ thiếu mỗi mắt của Thiên Sơn lão yêu. Thì ra cô ấy chính là Ngọc Nữ chuyển kiếp, cô ta được giao trọng trách coi cây đào tiên. Mà Kim Đồng Thiên Tử chính là người yêu của Anh ta khoe hôm nay đã thu phục được một con rồng ma, còn tên đầu chọc chính là Phục Hổ. Hai người nằm ôm nhau dưới gốc cây đào tiên, rồi tính dùng lò nướng khoai luôn ở đây. Bởi vì như thế mà đào tiên nó dụng cũng không biết. Cũng vì vậy mà làm Ngọc Mẫu tức giận, bà ta phạt hai người xuống trần luân hồi trăm kiếp và phải uống thuốc tránh thai để xóa ký ức. Còn Ngọc Nữ muốn giữ ký ức nên đã không uống, vì thế mà hai người sẽ không được gặp nhau, kiếp này coi như là nháp để kiếp sau xé nháp làm lại. Bởi vì không xuống được tóc lên anh quyết định đi ăn mì cay, gần đó có một lầu xanh nhưng lại là nam nhân mời khách, người ở đó gọi hắn là Hằng Nhị Cẩu, vì tiền mà hai vợ chồng kiếm tiền trên thân xác. Mà thằng bỏ mẹ này lại gạ anh đi khách. Chỉ cần 2,5 loét là được cưỡi vợ mình. Vừa nói xong Hoa Hoa bị rơi từ trên lầu xuống, bước ra từ lầu xanh chính là tên ác bá, hắn tên là Cự Bá khiên dâu xồm, thằng bỏ mẹ này liền đánh cho anh một trận. Lúc nguy hiểm Bất Hạnh đã dùng bộ tóc vuốt keo cứu anh. Người anh đúng là kim cương bất tử, hắn ta liền phi dao liên tục vào người nam chính, nhưng tất cả lại ghi hết vào người hắn ta, có khác gì một con nhím toàn lông. Rồi lại cứu hắn ra khỏi đám dao này. Chúng em đa tạ anh trai đã cứu mạng, ta khuyên chúng mày nên bỏ đi mà làm người, lần sau ta đến không được lấy tiền nghe chưa. Tiếp theo lại đến một bar club tại Hà Nội, hôm nay Bất Hạnh quyết định đi chơi đồ,
Ở đây anh ta đã gặp được Ngọc Nữ, nhưng hai người không thể nhận ra nhau được. Hai người ngồi tán phét về cuộc đời mình. Ông nói xem, tại sao năm nay Argentina lại vô địch? Tôi nghĩ do rổ đá hơi kém, còn tôi nghĩ rằng chính là do Messi quá xuất sắc, bọn này nó đá ác thật ấy mày nhỉ. Nói một hồi, Ngọc Nữ đã say như ngả dạ, tại sao con gái cứ say là lại đòi ăn chuối nhỉ? Một lúc sau anh cũng đã say bí tỉ, thế nào xong mấy con yêu quái đợt này, nhìn ngọt nước vậy. Anh phải dùng đến kim quang để soi đường, con yêu này liền nhận ra anh là kim đồng, đã hạ gục con rồng hoa năm đó, và bị Phật tổ đè dưới chân hàng ngàn năm. Anh ấy đã tha cho con rắn nhỏ một mạng. Mà con rắn ấy chính là cô gái này. Chuyển cảnh đến nơi Độc Long ở, hắn ta đã thu thập 3 con yêu quái làm con, sau khi trốn khỏi Phật môn đã sai mấy con phò lông này đi ám sát hoàng đế. Nhưng với ý chí kiên cường bọn chúng tuổi lờ, Độc Long chán trường giờ lại đổi sang muốn làm hoàng đế. Bọn yêu này bắt đầu biến hình như Transformer, một nửa là nhện tinh bốn mặt, đứa kia thì là con chó đốm nhà tôi mới mất. Quay trở lại Huyền Môn Quan, Bất Hạnh được các sư phụ dùng đao xuống tóc cho, dù là có làm cách nào cũng không làm được gì. Hai ông thần dùng sức bình sinh và chém tới tấp, chắc là kiếp trước làm nghề cạo lông nên kiếp này mới vậy, khiến cho hai ông cụ mệt lòi cả trĩ. Vừa nhắc đến Bồ Tát là tóc anh lay động, không biết anh nói cái gì làm hai bức tượng rỗi mà quay đi. Còn đến cầu xin Bồ Tát thì bà ta cũng nhắm mắt làm ngơ. Có lẽ là tình duyên chưa dứt nên mới như vậy, anh liền nhớ lại mang máng chuyện gì đó. Đúng lúc này đại sư đến đuổi bọn họ đi. Cứ người này đấm thì người kia sẽ bị đau, đã nói rồi mà cứ không chịu nghe cơ. Bà phu nhân dẫn lính đến đây, chúng liền gõ cho sư phụ Bất Hạnh một cái. Thế là Phục Hồ liền hiện ra ở đây, dọa cho mọi người té đái ra quần. Phục Hồ nói ra thân phận của anh là Giáng Long La Hán, và đề cập đến chuyện anh và Ngọc Nữ yêu nhau, rồi cho anh xem ký ức kiếp trước của hai người. Phục Hồi sau đó cũng biến thành sư phụ anh, rồi ra lệnh cho anh đến Thiên Sơn thu phục yêu quái. Tên Ngọc Long bên này đang trách cam thấy cảnh hai người đang nói chuyện, hắn ta đợi Bất Hạnh 1000 năm nay, Ngọc Long đã phải tu luyện bao lâu mới mọc lại lòng gân. Hắn sai bọn yêu đồ đi tìm Ngọc Nữ về, đến một Thiên Sơn cước. Bất Hạnh đang nấu ăn thì có một nhóm người đòi anh nấu ăn. Anh ta liền làm cho tên này một cái bánh tráng, rồi con mụ giải trai này bê cái khiêng của đội trưởng Mỹ, còn nam chính khoe chiếc búa của Thor, tâm hồn bên trong ả ta lại là anh Húc. Chưa kịp diễn tiếp thì một con mắt to được hiện ra, con yêu quái này liền bắt lấy một người rồi cho vào mồm, thì ra hắn ta là Thiên Sơn lão yêu, Ngọc Nữ khi này đã dẫn đàn em tới đây. Con yêu này lại rất thích ăn gỏi người nhảy của Tây Bắc. Chị mồm lông khi này bị con yêu này bắt, mọi người thay nhau tấn công vào nó. Lúc nguy hiểm, nam chính đã cứu Ngọc Nữ một mạng. Mái tóc của anh khi này đã có tác dụng. Nó tức điên đuổi theo mấy người bọn họ. Họ lợi dụng bộ tóc của nam chính để tấn công nó. Anh chỉ là một lần duy nhất thôi nhé. Thế là khiến cho Thiên Sơn lão yêu chết keo. Ngọc Nữ khi này liền moi con mắt của nó ra, trông giống như món mắt cá ngừ tươi sống. Trở về căn cứ của Ngọc Nữ Ngọt Nước, cô ấy bắt đầu khởi động chiếc máy soi lô để... Cô ấy nhìn thấy kim đồng khiếp này, chính là tên hòa thượng thối Bất Hạnh. Nam chính cũng đã nhìn thấy được cảnh này. Cuối cùng thì Kim Đồng và Ngọc Nữ đã tìm thấy nhau. Tình cảnh này giống như chưa hề có cuộc chia ly. Mà tên Ngọc Long khi này đã mò đến tận đây, tay hắn ta còn nguyên cả bàn chân rồng. Ê cái thằng mắc dịch kia mày làm cái gì thế? Hắn ta liền xông đến tính bắt Ngọc Nữ đi. Bên ngoài thì chị mồm lông đánh nhau với hai con yêu. Nam chính cũng không được hắn, mà cả Ngọc Nữ cũng không khác gì. Chị mồm lông liên tiếp chém con yêu này thành nhiều phần. Nhưng có vẻ gặp tên ác ma này khó sống. Nam chính thì bị nhện tinh bắt lại. Ngọc Long khi này muốn noi gan anh ra, muốn hắn tha cho Kim Đồng phải làm cho nó một việc. Đó chính là ăn con thiên tầm này xong hắn mới thả anh ấy xuống. Rắn vàng bảo mọi người rời đi trước, Ngọc Nữ liền đi cùng với bọn yêu vương. Hắn bắt Ngọc Nữ đi dụ dỗ tiểu hoàng đế. Còn Kim Đồng khi này không cứng được nữa. Con rắn vàng khi này liền moi mật mình ra, rồi cho ân nhân cứu mạng mình ăn nó. Bồ Tát liền nói cần phải khôi phục thần lực mới mạnh,
chính là nước mắt của kẻ ác, tôn nghiêm của phò và hơi thở của người yêu. Ba cái này chính là chìa khóa để khôi phục thần lực. Sau đó anh đi đến tìm vợ chồng Hoa Hoa, anh nói muốn mượn tôn nghiêm của hắn, nhưng Hàn Nhị Cầu làm gì còn tí nào nữa. Tên cự bá Thiên lại tìm đến tận đây. Hắn ta muốn bắt đi hai đứa nhỏ để bán, nhưng nam chính lại đỡ đòn giúp hai đứa trẻ. Không ổn rồi, sư phụ lên đi. Đàn em cự bá Thiên phát hiện anh đã mất đi pháp lực, Hoa Hoa lại bị tên ác nhân này giết chết. Hai Nhị Cầu liền cho tên cự bá Thiên này ăn đấm. Cuối cùng thì anh ta cũng đã lấy lại tôn nghiêm và lấy được nước mắt của tên ác bá. Thế nên nam chính đã hồi phục được 2/3 công lực, họ liền lên đường cứu Ngọc Nữ. Trong cung khi này Thanh Thanh sắp làm được việc, nhưng vào giây phút cuối cô ấy lại không làm thế, và nói ra hết tất cả sự việc cho Hoàng thượng biết, tên ác ma này liền đánh trống cho con trùng hại cô. Con yêu nhện cũng phá cửa xông vào, binh lính khi này liền xông vào bảo vệ Hoàng thượng, nó nhanh chóng hạ gục đám lính canh. Con yêu nhện cũng đã bắt được tiểu hoàng đế. Thật may nam chính đã đến kịp cứu vãn, anh liền cho nó một chém nát cả người. Tên Ngọc Long đã tiến vào đến đây, phục hồi liền biến to ra chiến đấu. Còn nam chính thì tranh thủ tạt té với người yêu. Phục hổ có vẻ chả là gì đối với hắn, phải có bất hạnh ra tay thì hắn mới buông. Thanh Thanh lao lên liền ăn một đấm long não, phục hồi liền lao đến đánh hắn. Tuy là không ăn được hắn, nhưng lấy thận hắn thì đơn giản. Thằng đầu bòi liền bảo Thanh xả cho hắn mượn thận, còn lại cho bất hạnh mất rồi. Em đừng đi chứ anh đã được nướng khoai phát nào đâu. Thế là cô trao cho anh một nụ hôn cuối, chương trình như chưa hề có cuộc chia ly lại bắt đầu. Thằng bỏ mẹ này biến thành con rồng ăn luôn con mình, một luồng ánh sáng hiện ra biến anh thành người vàng. Anh liền dùng chiêu vạn người bắt rắn, rồi liên kết thành một con rồng vàng 4 số 9. Hai con rồng lao vào cào cấu ác liệt, con rồng vàng bị ngắt làm nhiều phần, sau đó tất cả các người vàng này hợp thành người khổng lồ. Dùng chiêu phú đấm 4.000 cân đấm luôn vào mặt nó, kết thúc bằng một cú đấm thủng đầu Hắc Long. Rồi nam chính cũng trở về, bình thường. Nhưng còn Ngọc Nữ thì đã mãi mãi ra đi. Bồ Tát hiện ra muốn đưa anh về trời làm tiên, bởi vì tình yêu không còn lên về có ích gì, anh xin ở lại trần gian trừ yêu diệt bạo. Con chim này chính là Ngọc Nữ, từ giờ nó sẽ đi theo anh đến hết đời, và tặng cho anh pháp danh là Tế Công. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết phim. Nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like.